Đó và nói về cái hệ thống CRM đã được tích hợp vào Google Sales. Chào mọi người nha, chào các bạn mới. Anh giới thiệu, anh tên là Minh. Anh là trainer của công ty. Thì như các bạn cũng biết rằng là cứ mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần thì mình sẽ có những cái buổi đào tạo nội bộ. Thì hôm nay mình sẽ đào tạo, mình sẽ cùng nhau mình nghiên cứu về một cái phần rất là quan trọng. Rất là quan trọng và rất là nổi bật. Nó là một cái USP, là một cái Unique Selling Point của cái nền tảng của mình. Đó và nói về cái hệ thống CRM đã được tích hợp vào Google Sales. Đó. Và hôm nay rất là hay và rất là quan trọng các bạn ha. Các bạn chỉ cần nắm được cái, nắm rõ được phần này, các bạn có thể tự tin. Anh dùng từ là bạn có thể tự tin, có thể đi giới thiệu khách hàng về Google Sales rất nhiều thứ, và từ phát triển từ cái CRM này làm ra. Đó. Rồi, để bước vào bài này, có bạn nào trả lời cho anh cái câu hỏi là cái CRM nó là cái gì á mọi người? Hay mọi người biết? Thôi, một bạn trả lời thôi, ai trả lời nè, giơ tay lên nè. Rồi, mời bạn Nam. Công cụ quản lý quan hệ khách hàng. Tuyệt vời, cảm ơn em. Good, very good. À, chính xác các bạn ha. Nó viết tắt của từ gì ta? Customer Relationship Management. Ok, good, chính xác. Trước khi đi vào bài này á, thì cho anh nói một vài cái thông tin ở ngoài thị trường như sau ha. Có rất là nhiều công ty á, có rất là nhiều công ty, tức nghĩa là nhiều cái doanh nghiệp hiện tại đang hiện hữu bên ngoài, có nhiều ông chủ có một cái mindset là mình cần phải xây dựng cái đội ngũ khách hàng dày lên, database dày lên, thu thập càng nhiều thông tin khách hàng càng tốt. Cái mindset của các ông chủ đó là tôi mà có càng nhiều data khách hàng là tôi sẽ có cơ hội bán được nhiều hàng hơn, đúng không? Ai cũng nghĩ như vậy hết á. Nhưng mà cái khó như vậy nè, khi mà họ lưu lại thông tin khách hàng á, họ không khai thác tiếp. 10 ông chủ là hả, trong 10 cái máy tính của 10 ông chủ là có những cái folder bí mật, ví dụ như là folder chứa thông tin khách hàng nhiều lắm nha, nhưng mà không bao giờ hoặc là rất là ít khi nào ông click vô ông coi để ông khai thác, ông làm cái gì tiếp theo ở trong đó hết á. Data hả, lên trên mạng Google search nha, mua danh sách khách hàng, trời ơi, quảng cáo quá trời luôn. Các bạn có thấy những cái thông tin đó không? Quảng cáo bán data khách hàng mới nhất năm 2023, danh sách gì bao nhiêu ngàn giám đốc ở gì đó, ở miền Nam hay là Đông Nam Bộ hay là Cần Thơ, hay là quảng cáo nhiều lắm. Họ bán để làm gì? Bán cho mấy doanh nghiệp mua đó để khai thác đó, nhiều lắm. Nhưng mà lưu cái danh sách xong mà làm cái gì tiếp theo thì không có. Thì bài ngày hôm nay và cái bài tiếp theo sau bài này thì Chen sẽ cố gắng dạy các bạn hết những cái cách quản lý và cũng như là những cái ý tưởng các bạn có thể sẽ phát triển, có thể nói ra với cái người khách hàng của mình. Cùng với Google Sales mình quản lý và mình phát triển những ý tưởng đó như thế nào. Rồi, bài ngày hôm nay thì mình sẽ đi chuyên vô cái phần mà quản lý cái thông tin đó như thế nào. Rồi, nội dung thì mình sẽ tìm hiểu một cái hệ thống, mình nói tiếng Việt là CRM làm được cái gì. CRM làm được gì các bạn? Rồi, cảm ơn bạn nữ. Câu trả lời đầu tiên đó là cái nơi lưu trữ data, tức nghĩa là bạn nói data thì mình hiểu là thông tin khách hàng, lưu trữ thông tin khách hàng. Họ làm được gì nữa theo các bạn? Lưu trữ xong rồi đó, thấy không? Anh hỏi làm được cái gì nữa, bắt đầu tất cả mọi người được cái khúc này tự nhiên nó im lặng lắm. Nó im lặng mà cảm giác nó rất là bất thường luôn. Cái đó là cái next step rồi. Anh hỏi nó làm được cái gì. Chính xác.
Lưu trữ là một chuyện, phân nhóm, phân loại khách hàng. À, bắt đầu mình sẽ đi. Cái mà bạn Nam á, bạn nói là bắt đầu mình sẽ có những chiến dịch quảng cáo á, tức nghĩa là cái next step rồi, cái bước tiếp theo rồi. Bây giờ anh chỉ đang nói là cái công dụng của cái hệ thống CRM theo các bạn nó làm được cái gì. Và cái này á, cái này là cái mà các bạn cần nắm nha, để mình khi mình ngồi xuống mình nói chuyện với khách hàng của mình á, là họ là những cái ông chủ á, là những người đối diện màn hình của bạn á, đôi khi là họ không có những ý tưởng hay đâu, mà khi các bạn nói ra được là bạn sẽ rất là dễ để thuyết phục họ. À, rồi làm được cái gì nữa? Trữ thông tin khách hàng, phân nhóm khách hàng là làm gì nữa? Chăm sóc khách hàng là next step rồi. À, nó làm được rất nhiều thứ như sau. Đầu tiên chắc chắn rồi, nó là một cái hệ thống lưu trữ thông tin. Bao nhiêu khách hàng đổ vô đây hết cho anh. À, đó, rồi. Nó làm được cái gì nữa? Nó phân loại khách hàng. Nó giúp cho mình có những cái sự chuẩn bị để chuẩn bị giao tiếp với khách hàng. Nó giúp cho mình có được những cái bước phân tích sơ bộ, phân nhóm khách hàng, phân khúc khách hàng. À, các bạn nào mà học mà những cái khối ngành kinh tế là sẽ có một cái bài nó gọi là phân khúc hay phân nhóm khách hàng, đúng không? Đúng không mọi người? À, tại sao mình phải phân nhóm hoặc phân khúc khách hàng ra các bạn? Tại sao vậy? Bán đúng sản phẩm. Đúng. Chính xác là cái từ là bán đúng sản phẩm, nhưng anh muốn nghe cái từ nâng cấp hơn của cái từ đó. Bán sản phẩm phù hợp với cái nhóm khách hàng hoặc cái nhu cầu khách hàng đó, chính xác. À, nó làm được rất là nhiều thứ nha các bạn. Rồi, ở đây á thì vì là mình là người nội bộ với nhau, cho nên nó là anh sẽ trong cái bài này anh sẽ nói các bạn những cái mà các bạn có thể mang đi để mà ngồi trước màn hình demo cho khách hàng. À, còn cái cách mà các bạn nhớ nó như thế nào, có cách mà các bạn vận dụng nó như thế nào trong cái buổi demo là tùy mỗi người, tùy các bạn ha. Rồi, à, theo mọi người có bao nhiêu cách để mình có được thông tin khách hàng? Rồi, cảm ơn em Nam, bạn trả lời một cái câu không thể cãi được, đó là có rất nhiều cách, thưa anh. Ok, chính xác, rất nhiều cách có được thông tin khách hàng. Rồi, bạn hãy kể tên những cái cách nào mà bạn có được thông tin khách hàng với. Đầu tiên, mua data. Rồi. Các bạn online cũng đừng ngần ngại trả lời nha. Anh dạy chung hết á, chứ không phải là dạy offline không nha. Tại vì cái hướng nhìn của anh đôi khi là tại vì mà anh đang ngồi trong cái phòng gì nè, cái hướng nhìn của anh phải nhìn mọi người ở đây. Cho nên là các bạn online thông cảm nha, đừng có kêu là ông không nhìn vô màn hình, chứng tỏ là ông không đang nói chuyện với tôi là không được. Các bạn online cứ thoải mái trả lời nha, chat vô cũng được hoặc là mở mic cũng được. À, cảm ơn bạn Như Ý nha. Rồi, trở lại câu hỏi của anh đi, câu trả lời như thế nào của bạn, là nãy giờ các bạn chỉ mới trả lời cho anh một cái ý, đó là đi mua data thôi. Wow, tức nghĩa là ai cũng sẽ đi mua data, tìm trên Google. À, đồng ý luôn. Thu thập data bằng cách khảo sát nhu cầu. Nói rõ hơn đi bạn Nam, khảo sát nhu cầu làm sao? Rồi, ý tưởng của bạn Nam hết sức tuyệt vời, mặc dù cái ví dụ nó hơi nhạy cảm một chút, anh sẽ nói là ý tưởng của bạn Nam. À, bạn phát triển là bạn bạn phát triển thu thập thông tin khách hàng bằng cách là bạn sẽ tạo ra một cái cuộc khảo sát và nhu cầu khách hàng. Ví dụ như là bạn sẽ bán sản phẩm A nào đó ra thị trường, thì bạn sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ là khảo sát A. À, với cái sản phẩm mà công dụng như là cái sản phẩm A này nè, thì mọi người thích nó như thế nào? Ví dụ như là thích nó là hình dạng gì, hay là màu sắc gì, hay là nó có cái mùi vị gì, hay là muốn nó như thế nào đó, thì mình sẽ tạo ra những cuộc khảo sát như vậy.
Và dựa trên những cái câu trả lời thì mình sẽ thu thập. Cái mà mình thu thập được là ý kiến chung của nhiều người, và đặc biệt nhất vẫn là tập trung vào cái đó là thông tin khách hàng. Rồi còn cách nào nữa để thu thập? À, bạn Mr. Benta trả lời là hợp tác chéo với các doanh nghiệp. À, cái này nó hết sức là vĩ mô, nhưng mà đó là một cái ý hết sức là hay luôn. À, bây giờ cuộc sống là gọi là cộng sinh đúng không các bạn? Mình bán hàng cho bên mình, người ta bán hàng cho người ta, nhưng mà nếu mà hai sản phẩm không phải là đối thủ của nhau thì có phải là hợp tác với nhau được không? Vẫn được đúng không mọi người? Đó, đó là những cái cách hợp tác để có thêm cái data khách hàng. Còn cách nào nữa? Lên Facebook tìm khách hàng. Chính xác luôn. Mà tìm sao ở trên Facebook? Tham gia hội nhóm. Tuyệt vời. Đúng đó nha, cái đó là đúng á. Rồi, ở đây thật ra thì vẫn là một cái câu chốt ha, có rất là nhiều cách để có được data khách hàng. Nãy giờ các bạn trả lời đều đúng hết á ha. Tuy nhiên á, thì là đối với doanh nghiệp á, thì nó sẽ có nhiều cái nó rất là chính thống và nhiều cái cách nó không chính thống. À, anh chia sẻ một cái kinh nghiệm của anh ngày xưa lúc mà anh còn làm quản lý kinh doanh, thì anh yêu cầu các bạn nhân viên sale của anh sẽ đi tìm kiếm khách hàng theo những cách truyền thống và một vài cách hết sức là đặc biệt. À, cái này anh sẽ cắt ở trên video ha, nghĩa là mình sẽ tìm, ngoài những cái cách truyền thống ra, mình sẽ tìm cách tìm khách hàng bằng chính đối thủ. Anh có đi theo đối thủ không? Anh tìm cách. À, đây là một trong những cái cách mà nhanh nhất để anh có khách hàng. Còn bạn nào anh nói vậy thôi, các bạn nào hiểu được tới đâu hay là như thế nào đó thì tùy các bạn. Rồi, cái đó là cái chia sẻ thêm về cái việc mà, tại vì các bạn là sale cho nên là anh đang dạy cái bài mà data khách hàng, thì anh có một chút cái chia sẻ như vậy với các bạn. Những cái cách các bạn tìm kiếm khách hàng á, mình hiện tại mình đang có rất là nhiều công cụ chính thống. Các bạn lên Google, các bạn làm những thao tác, các bạn có thể tạo ra những cái hội nhóm như bạn nữ này nói, tuyệt vời. Các bạn có thể tạo ra chính sân chơi của các bạn bằng những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay Zalo Official Account để các bạn có được data để sau này phục vụ cho cái việc bán hàng của bạn. À, rồi khoảng vài phút vừa rồi là nói về cái việc khách hàng của các bạn ha. Rồi bây giờ trở lại cái mục tiêu chính của mình. Với nền tảng GoSell, nhà bán hàng có thể quản trị cái nguồn khách hàng như thế nào? Thì chúng ta có một cái nơi, nó có một cái tab, nó để chữ khách hàng ở đây. Thì nó là cái nơi tập trung cái hệ thống CRM của mình. CRM của mình đã được tích hợp vào GoSell. Một số cái hệ thống khác là không có nha. Một số đơn vị đối thủ là họ không có tích hợp cái hệ thống khách hàng vô đây. Điển hình như anh không kể tên đối thủ. Một số đối thủ của mình chỉ cung cấp những cái thiết bị bán hàng thôi. Ví dụ máy tính tiền, họ không có tích hợp CRM gì vô hết. À, sẽ có một số bạn đi gặp khách hàng và đến những cái cửa hàng của họ, hoặc là gọi điện thoại cho họ, thì họ chỉ trả lời cho các bạn như là không, tôi không có nhu cầu, tôi đang có cái máy tính tiền là đủ xài rồi, tôi không có cần. À, tức nghĩa là họ chưa hiểu được cái công dụng tiếp theo của cái hệ thống CRM được tích hợp vào. À, và đây là một trong những cái tính năng quan trọng của GoSell mà các bạn cần nắm, đó là cái đồng bộ của khách hàng. Chúng ta có bao nhiêu cái đồng bộ các bạn? Đồng bộ về sản phẩm, đồng bộ về khách hàng đang học, và gì nữa, đồng bộ và đơn hàng, và đồng bộ và kho hàng. Nhớ nha, có bốn cái này rất là quan trọng các bạn nha. Rồi, ý nghĩa của CRM trên GoSell mình như sau. Chúng ta bán hàng đa kênh thì bất kỳ khách hàng nào mua hàng ở bất kỳ kênh nào mà mình đang có thì nó sẽ đổ thông tin khách hàng vào đây cho mình. Nắm chỗ này ha. Rồi, ở khúc này khảo bài một chút. Mình đang bán hàng, mình GoSell mình đang hỗ trợ khách hàng quản lý những cái kênh nào, bán hàng nào ta? Mọi người
trả lời từng kênh cũng được, không nhất thiết phải nhớ hết. Rồi, bán hàng trên web, cảm ơn Nam. Bán hàng trên social là Facebook và Zalo, rồi bán hàng trên đâu nữa? Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, ví dụ như là ở trên Shopee, trên Lazada, trên TikTok và trên sàn GoMua. Rồi bán qua đâu nữa? Bán hàng qua app, chính xác luôn. Bán hàng qua đâu nữa? Chính xác, bán hàng tại cửa hàng à. Các bạn đa phần cứ nhớ tới hướng online không mà, đúng không? Mà hay hay quên mất cái hướng offline của mình à, bán hàng tại cửa hàng nữa đó. Ngần ấy cái kênh mà mình vừa mới liệt kê ra, tức là có khách hàng mua những cái kênh đó sẽ đổ thông tin và CM này cho mình, và việc mình quản lý nó như sau các bạn. Việc đầu tiên thì là các bạn làm quen với cái giao diện này, chúng ta sẽ có các thao tác cơ bản. Đầu tiên là khi mà nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy được những khách hàng, một số khách hàng gần nhất mà mua hàng ở cửa hàng của mình, thì mình sẽ rất là nhanh chóng mình thấy được cái ô tìm theo từ khóa. Mình có thể tìm khách hàng theo tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, email, mã vạch, địa chỉ, tên công ty, mã số thuế ở đây đó. Tức nghĩa là nếu đặt vai trò một ông chủ, ông đùng một cái ông muốn tìm một người khách hàng nào đó, thì ổng nhớ một trong những cái ký tự nào nào đó trong này, thì ổng có thể click vô để ổng tìm rất là nhanh chóng, được không? Rồi, chúng ta sẽ có cái bộ lọc. Đây là cái mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng để demo với khách hàng nha. Đây là cái thường xuyên sử dụng nha. Trong cái bộ lọc này chúng ta có thể lọc khách hàng theo chi nhánh nào mà khách hàng đó mua hàng, theo nhóm khách hàng, theo những cái bạn cộng tác viên mà đã chỉ định, theo các bạn nhân viên nào đó đã chỉ định. Ví dụ anh có một nhân viên A, anh phân cho 10 khách hàng, bạn bán hàng cho bạn, tìm cách bạn giao dịch với 10 khách hàng này đi chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ anh muốn tìm coi khách hàng của bạn đó, anh ví dụ bạn này thử đi nha, thì anh bấm chọn bạn này xong anh tìm đó, nó sẽ ra những cái khách hàng mà bạn đó đang phụ trách, được không? Rồi mình là chủ mà, mình làm gì tiếp theo thì tùy, được không? Rồi, hoặc là mình có thể lọc khách hàng theo kênh bán hàng, website, GoMua, Shopee, Lazada, Landing Page, Form liên hệ, Nhập và TikTok. Thì những cái ô mà có tên thương hiệu đây thì các bạn đã hiểu rồi, anh sẽ giải thích. Landing Page là gì? Tức nghĩa là cái nguồn khách hàng mà mình đã có được khi mình chạy cái Landing Page. Landing Page là một cái, Landing Page là một cái dạng trang web, rồi trang web một trang để phục vụ cho những cái chuyện như là thu thập thông tin khách hàng nè, chạy những chương trình là đặc biệt của cửa hàng nè, của công ty nè đó, mình binh lên để cho người ta click vào, người ta nhập thông tin vào, hoặc là người ta sẽ đổ những cái thông tin quan tâm vào. Mình sẽ lập ở đây. Form liên hệ là gì? Đây ví dụ giờ anh chọn form liên hệ, anh bấm hoàn tất, nó ra một đống khách hàng này. Form liên hệ là gì? Là cái như vậy đó các bạn. Đây là cái website của mình nè, đây là cái website mà shop bán bánh của team Channing Ninh làm nè. Thì ở trên website này anh thiết kế một cái form như vậy à, anh có để cái chữ nhận báo giá, được không? Ví dụ như bây giờ anh sẽ nhập vô qua tên, tên gọi là hôm nay là ngày 11, ở ngày 9 tháng 11, đúng không? 9 10 1 đây. Rồi bỏ qua nội dung tư vấn bánh kem, rồi anh bấm send vô đây nè, nó gửi thành công rồi các bạn à. Thì ở trong cái danh sách khách hàng của mình á, là mình sẽ nhận được thông tin của họ. Rồi anh refresh thử ha, đây các bạn thấy không, có một khách hàng tên là 911 mới nhập vô. Rồi mình lít vô khách hàng này mình coi coi. Đây, cái nội dung tư vấn bánh kem. Được không? Và việc của mình là gì? Nếu mình là chủ, việc của mình là bây giờ đây,
Nhân viên chịu trách nhiệm đây là mình sẽ phân cho bạn. Nhân viên là các bạn hồi nãy đâu? Đây bạn bé Lan hồi nãy nè. Thì có bé Lan, bé Long gì tùm lum. Đây bạn bé Lan. Đúng không? Hồi nãy anh có demo cái sạch. Nhân viên phụ trách là bạn bé Lan đúng không? Bây giờ anh phân cho bạn bé Lan nha. Rồi. Ở trong khách hàng á, thì mình có cái gì nữa? Mình phân là một chuyện là mình gắn thẻ. Mình gắn thẻ, thẻ nghĩa là gì? Là những cái dấu hiệu riêng mà mình nhận diện khách hàng. À, ví dụ như là ví dụ như anh gắn thẻ bạn này là sinh viên chẳng hạn, anh biết được bạn này là sinh viên chẳng hạn. Anh gắn thẻ sinh viên. À, anh gắn thẻ vô để anh chi? Để sau này mình phục vụ cho cái việc là mình sẽ có cái bài đó là phân khúc, phân nhóm khách hàng đúng không? Anh sẽ tạo ra một cái nhóm toàn bộ khách hàng là sinh viên, à, anh sẽ bán hàng cho các bạn sinh viên đó, anh ví dụ vậy. Rồi bây giờ anh bấm lưu. Rồi đó khách hàng nhập thông tin vào và việc của bạn bé Lan này là gì? Là sẽ có tên, số điện thoại này gọi lại, alo chị muốn đặt bánh kem làm gì đó, được không? Rồi nắm thông tin chưa? Nó run như vậy đó mọi người. Rồi tiếp ha, mình sẽ có cái trong cái bộ lọc mình sẽ có một cái nữa đó là cái chữ nhập. Nhập nghĩa là gì mọi người? Theo các bạn cái từ nhập ở đây các bạn hiểu nghĩa ở trong cái bộ lọc này là nó để nó phân loại ra những khách hàng gì? Cái form liên hệ thì anh đã demo rồi, vậy cái từ nhập này nghĩa là gì? Rồi các bạn mới chưa biết, mời các bạn cũ. Tài ơi, Tài nói anh nghe với. À, bạn trả lời là nhập cái file thông tin khách hàng. À, em cho một cái ví dụ đi. Rồi, ok. Tuyệt vời Tài. Rồi cảm ơn Mr. Quy ở trên online ha, bạn trả lời là khách hàng do mình tự nhập tay trong CRM. À, đúng luôn. Rồi, cảm ơn Tài ha. À, anh sẽ đọc lại cái câu trả lời của bạn Tài cho các bạn online nghe. Cái từ nhập nghĩa là mình sẽ lọc ra những cái danh sách khách hàng mà do chính tay mình bỏ thông tin vào. Mà theo cái dạng một cái file danh sách có sẵn. À, cái tính năng này nó giải quyết cho cái nhu cầu khách hàng thực tế như sau. Khi các bạn đi gặp khách hàng hoặc là các bạn ngồi trước khách hàng để demo, khách hàng sẽ hỏi thách thức các bạn một vài câu, trong đó có câu như vậy đó là: ủa bây giờ anh đang xài một cái hệ thống cũ, anh có danh sách khách hàng cũ rồi, bây giờ nếu mà anh chuyển qua em thì anh có cách nào để anh có lại thông tin những khách hàng đó hay không? Đó thì cái từ nhập này nó sẽ giải quyết cho cái câu chuyện đó. Và anh dễ lắm, anh xuất cái file danh sách khách hàng ra file Excel để bên em import vô một cái là xong, qua đây là có hết cho anh ha. Rồi nhập như thế nào, mời các bạn xem ha. Chúng ta có một cái ô nhập ở đây, được không? Bây giờ tưởng tượng như là mình sẽ bắt đầu mình có được cái danh sách ở một cái nền tảng cũ rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào. À, thì bây giờ anh sẽ có cái mẫu ở đây. Rồi, công ty mình là để sẵn cái mẫu luôn nha, khỏi lo là sợ không có mẫu nha. Chết rồi, anh bấm bậy rồi. Rồi, nhập là như thế nào? Bây giờ các trường hợp anh ví dụ một cái case study như là khách hàng có sẵn một danh sách khách hàng ở phía bên có sẵn ở bên hệ thống cũ. Bây giờ họ lưu ra một cái file Excel và việc của họ chỉ là copy những thông tin khách hàng bỏ vô đúng những cái cột như vậy là xong. Mình lưu lại rồi mình import vào là xong, được không? Anh ví dụ những cái ô này nó cũng ít thôi các bạn, nó không có nhiều. Mình chỉ cần nhập những cái thông tin chính. À, ví dụ họ tên,
Nguyễn Văn 11 đi. Rồi. Email có nhập vô, số điện thoại có nhập vô. Rồi các bạn lưu ý khi mình nhập á thì mình chưa quen á thì mình phải đọc những cái ô với những cái diễn giải trên này nha. Ví dụ như cái cột A này nè là mã khách hàng á, thì là bên product mình để diễn giải là để trống nếu tạo mới khách hàng. Nhập mã khách hàng nếu muốn cập nhật thông tin. Bây giờ anh nhập mới thì là anh để trống anh nhập mã. Mọi người bây giờ anh nhập mới một người vô nè. Rồi mình bỏ trống, đó, đơn giản vậy thôi. Viết hoa cho tên cho người ta cho nó sang chút. Rồi cái số điện thoại này nè. Lưu ý là phải làm đúng cái định dạng này nè. Là mở ngoặc cộng 84 đóng ngoặc xong mà viết số điện thoại vô vậy nè. Được không mọi người? Nhớ nha, chứ còn đến lúc mà các bạn demo á, khách hàng thì họ không có, nếu mình không nói họ không để ý đâu, nhưng mà mình demo mình quên mất cái này á. Cái đến lúc mình demo mình nhập được báo lỗi, cái tự nhiên cái mình bị cuốn lên. Mình không biết lý do tại sao nó lỗi. Nắm chỗ này không? Rồi anh ví dụ như cái số điện thoại nó na ná vậy đi. Rồi đó cho nó nhanh. Rồi thẻ là gì? Có nhớ cái vụ mà hồi nãy anh nhắc cái chữ sinh viên không? Anh gắn cái chữ thẻ sinh viên chổng không? Rồi bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình mua được một danh sách sinh viên đại học ngoại thương chẳng hạn, để mình chuẩn bị mình bán cho cái chương trình gì cuối năm sắp cuối năm thì mình đánh vô chữ sinh viên đây. Được không? Đó. Cái gì em? Bí kíp gì để add cái cộng 84 vô? À dễ lắm. Bây giờ anh đọc lại câu hỏi của bạn nha, là ví dụ như bây giờ danh sách số điện thoại bên ngoài của người ta nó tùm lum định dạng đúng không? Theo anh hiểu là bạn đang hỏi vậy đúng không? Tức nghĩa là ví dụ như bình thường số điện thoại không vậy nè. Đúng không? Là nó không có sẵn cái số cộng 84 đúng không? Rồi bây giờ không lẽ mình phải gõ từng chữ một cộng 84 vô đúng không? Ý em là vậy đúng không? Thì mình sẽ ở trong cái file á, thì những bạn nào mà làm danh sách á, bạn sẽ có cái nghiệp vụ đó. Thì mình sẽ mở một cái file như vậy nè. Mình cộng 84 vô. Rồi mình làm sử dụng một cái hàm để mình nối hai cái này lại là nó ra một cái ô như vậy. Hàm gì ha? Nó hình anh nhớ anh làm là hình như là hàm hình như là hàm and thì phải á. Hình như là như vậy. Đó, em tức nghĩa là em bằng nè, xong rồi em and hai cái ô này cái là em enter là nó ra cái định dạng y chang như vậy. Và chút xíu nữa bạn nào cần anh lâu quá anh không đụng mà anh không nhớ. Nhưng mà anh nhớ có cái hàm để nối cái ký tự với nhau. Ha thì nó y chang như vậy thôi. Chút xíu nữa anh làm anh gửi cho, nhanh lắm. Rồi, anh trở lại với cái vụ thẻ đây nha. Tại sao là anh nhấn mạnh cái từ thẻ từ nãy giờ luôn á, là anh không có nói đi cái chỗ khác á. Cái thẻ này nó rất là quan trọng đối với cái việc mà nếu mình có data bên ngoài mình nhập vô trong đây, nó phục vụ tiếp cho mình cái nó gọi là tối ưu hóa cái thao tác tiếp theo cho cái hệ thống CRM của mình đó. Rồi bây giờ nếu mà có những cái công nợ tên công ty mã số gì thì mình cứ nhập vô. Rồi trong rất nhiều cái lỗi á, thì có một cái lỗi này rất thường xuyên xảy ra, đó là các bạn quên mất cái giới tính của khách hàng. Các bạn có quen tay, các bạn để chữ nam, có người thì để chữ nữ. Như vậy nè, là hệ thống không hiểu nha. Và các bạn nhìn nó giải thích nè. Để chữ M nếu là nam, để chữ F nếu là nữ. Nha, bây giờ để chữ M. À, rồi bây giờ nếu mà mình để không đúng, cái nhập vô cái nó sai. À, rồi giờ mình có rồi, cái khách hàng cũ mình bỏ đi. Rồi anh lưu lại. Rồi mình nhập coi như là ví dụ như mình có 1.000 khách hàng, mình nhập vô đây 1.000 người nha. Lưu lại rồi mình vào trong cái hệ thống của mình import vô thôi.
Cái gì em? Copypad được em. Em có 1.000 số điện thoại em quăng vô luôn cũng được nữa. Rồi ok, anh sẽ trả lời cho bạn. À, không sao, tất cả mọi người đều được quyền đặt câu hỏi. À, rồi bây giờ đợi anh một chút, anh demo cho xong cái này đã. Coi như là mình import vào cái hệ thống của mình rồi ha. Thì sẽ có một cái khách hàng nhập vào. Đây, Nguyễn Văn 11 mới nhập vô. Thấy không? Là coi như anh vừa mới demo xong cái phần mà nhập khách hàng từ bên ngoài vào. Rồi, trở lại với câu hỏi của bạn. Bạn đặt như sau là cái danh sách khách hàng đó. Danh sách khách hàng anh vừa mới là mình phải nhập nhập tay vô hả, rồi lỡ có những cái định dạng nó không giống thì sao? Câu trả lời của anh dành cho bạn như sau, đó là cái thủ thuật để xử lý cái file Excel. Trong tất cả những cái thủ thuật xử lý file Excel, cái này rồi giống như là nói sơ sơ về cái kỹ thuật file Excel ha. Trong tất cả các thủ thuật mà xử lý file Excel á, thì mình nên để khi mà mình copy á, khi các bạn copy á, mà mình quen là mình control C là copy đúng không, xong rồi control V là embed liền đúng không, thì đừng có control V. Ví dụ như bây giờ anh copy cái dòng này đi, anh control C nè, là từ cái file nào đó nha, xong anh qua bên file bên mình, khi mà mình embed á thì mình đừng control V, mình sẽ click chuột phải và mình sẽ ra con chuột vô cái bash cái gì, bash theo cái value hay là chỉ là cái original của nó thôi. Ví dụ như bây giờ anh bash cái này nè, chọn những, mình chỉ bash những cái dữ liệu trong đó thôi, mình sẽ xóa hết những cái định dạng ban đầu của nó, thì lúc đó em sẽ xử lý cái số liệu nó dễ hơn và chính xác hơn, nó sẽ không bị lỗi. Thứ nhất nó sẽ tránh bị lỗi phong, nó tránh virus, nó tránh cho các bạn những cái như là lỗi số 0 hay là những cái khoảng cách. Nắm chỗ này không? Đó. Là khi mà mình bát xong á, nó hoàn toàn là nó là những cái ô và nó chỉ là ký tự đúng với những cái ô Excel, và mình sẽ tránh được cái chuyện mà lỗi cái không cũng như là những cái lỗi hàm nếu có. Tại vì ở trong file Excel á, có một số ô nó đang kèm những cái hàm ẩn. À, cái này bạn nào mà học Excel nhiều bạn sẽ hiểu anh. Cái đó. Copy theo cột hả em? Ví dụ như ở bên kia á, anh ví dụ nha, cái file ở bên nào đó không biết, khi mà khách hàng đưa ra thì cái cột họ tên của họ nó không phải là cột B mà là họ tên nó nhiều khi nó là cột D chẳng hạn, thì mình chỉ việc mình copy theo cột vậy nè, được không? Mình control C xong mình control V special thôi, tức nghĩa là mình bắt lấy ký tự thôi là xong, được không? Nó không có gì phức tạp ha, chỉ là cắt và dán thôi, chỉ là copy và dán thôi. Rồi trở lại với cái hệ thống của mình. Bạn 11 này mới được nhập vô, thì các bạn thấy không, có cái thẻ sinh viên này này đó, sau này tạo cái phân nhóm làm cái sinh viên. Không biết có không, chưa có. Rồi sau này mình vào phân nhóm, mình tạo nhóm khách hàng, tạo nhóm là sinh viên, thông tin khách hàng, thẻ khách hàng bằng sinh viên. Anh đang demo nhanh tại vì bài này là bài sau mình có dạy nha, anh bấm lưu nó ra cái nhóm sinh viên có 6 người. Sau này mình sẽ phát công ty mình bán những cái sản phẩm dành cho sinh viên, mai mốt mình cứ tìm mở cái nhóm này ra mình bán cho nó nhanh, được không? Rồi trở lại với khách hàng, đó là anh vừa mới hướng dẫn các bạn ha, là quản lý thông tin khách hàng nè, lập thông tin khách hàng nè, xem thông tin khách hàng nè, nhập danh sách khách hàng từ bên ngoài vào nè. Rồi bây giờ nếu mình muốn tạo nhanh một khách hàng thì mình rất là dễ dàng, đó là các ô tạo khách hàng mới ở đây nè, rất đơn giản, được chưa? Lít vô tạo khách hàng mới, điền đầy đủ thông tin, bấm thêm là xong, là coi như nó sẽ đổi vô đây cho mình. Rồi thông tin khách hàng có thể được tạo ở đâu nữa? Ở trên website. Trên website của mình có thể có cái nút mà gọi là tạo tài khoản khách hàng ở trên này nè.
Bây giờ anh đăng xuất thì anh đang đăng nhập rồi. Rồi anh đăng xuất xong rồi, bây giờ vô nè. Nếu mà chưa có tài khoản thì người khách hàng có thể vào để đăng ký. Khi họ đang điền đầy đủ thông tin, họ bấm tiếp tục, họ sẽ nhận được OTP xác nhận xong xuôi hết. Họ làm hết thao tác đăng ký tài khoản xong là đổ thông tin vào đây. Được không? Nắm cái này không? Rồi, lấy thông tin, có thông tin khách hàng bằng cách nào nữa? Tại cái máy gọi là máy POS bán hàng tại quầy. Các bạn khi bán hàng tại cửa hàng, đây là hệ thống POS của mình ha. Cái bán hàng tại cửa hàng, khi có khách hàng vào mua hàng thì mình rất là dễ dàng mình tạo đơn hàng ở đây, và mình cũng rất là dễ dàng để thêm khách hàng ở đây. Được không? Khách hàng vô cửa hàng, anh cho em xin tên với số điện thoại để em lưu lại, để em tích điểm sau này em anh có thể đến để được nhận mã giảm giá hoặc là sẽ nhận các chương trình ưu đãi tiếp theo. Khách hàng cho tên. Ví dụ vậy. Rồi, địa chỉ xong xuôi, tạo tài khoản, thêm vô thẻ, ví dụ lại tiếp tục là sinh viên đi. Nè, khách hàng 12 nè, đó thấy không? Rồi khách hàng 12 này nè, bây giờ mình vô mình refresh thử coi có không nha. Đó, mình có các nơi để có thể tạo thông tin khách hàng. Đây nè, 12 mới tạo nè. Thấy không? Khách hàng 12 này mới tạo nè. Đó. Chưa có đơn hàng nào hết. Tại vì sao? Tại sao chưa có đơn hàng? Tại cái này chỉ mới tạo vô thôi, chưa bấm hoàn tất đơn hàng ở đây. Được không? Họ chưa mua, mới tạo thông tin thôi. Đó, bây giờ họ mua đi mới có cái số thông tin vô đây cho mình. Đó. Rồi, nãy giờ là anh demo cho các bạn các nguồn mà mình có thể có thông tin khách hàng đổ vô. Được không? Rồi ở trên Facebook làm sao đây? Ví dụ trên Google Chat. Trong các cuộc hội thoại với các trang fanpage của mình. Khi khách hàng vào chat thì mình sẽ có ít nhất là cái cuộc chat với họ ha. Ủa sao kỳ gì đâu, mất tiêu hết rồi. Đây nè. Ôi đâu mất hết mấy hội thoại rồi. Anh không biết này, tức nghĩa là sẽ có những cái cuộc hội thoại ra đây, và bất kỳ khách hàng nào á, khi mà mình tạo đơn cho khách hàng ở trên những cái đoạn chat á, thì mình sẽ có thông tin khách hàng ở khu vực này. Sao tự nhiên cái nó đâu mất hết, anh chat nhiều lắm mà nó đâu mất tiêu hết à, để anh vô anh chat lại coi có trainer nào đang ngồi ở trong Zoom chat giùm mình cái đi. Để anh vô anh chat nha. Anh vô và chat với bánh năng lượng thử coi nó hiện lên không. Nếu không là coi như là đang bớt rồi. Đây, vào rồi đây. Ê, cái bị gì vậy? Nó báo một mà không được vậy. Rồi thôi tạm gọi là nè, anh chat nè, thấy không? Alo shop nè mọi người. Nó có nhận đây, không có lẽ là nó đang bị lỗi gì chỗ này, cái lỗi mà hiện lên thôi. Mọi người thông cảm nha. Sao bạn hỏi rằng là có ý tưởng gì để chống chế với khách hàng không ở cái trường hợp này hả? Khúc này à. Khúc này có vẻ bạn đặt câu hỏi này nó cũng hơi kẹt một chút, đáng lẽ nó phải. Cũng đúng á. Có thể là wifi á nha. Bạn Benta trả lời là bạn Benta trả lời câu hỏi giùm đó là mình sẽ lãng qua chuyện khác.
Cái đó mình bàn sau nha. Rồi cái này có thể là wifi nha các bạn. Thật á, anh nghĩ là wifi thật á, nó đang load á, tức nghĩa là nó không có load lên nổi cái đoạn chat này cho mình. Nên nè các bạn thấy không, anh chat nó hiện số 1. Đó thì cũng tương tự như các nguồn mà tạo kênh khác, các đơn khác, thì mình sẽ rất là dễ dàng để mình tạo thông tin khách hàng mới ở đây và mình bấm tạo đơn. Khi tạo đơn xong thì nó lại tiếp tục có khách hàng ở trong đây. Và khi mà có khách hàng thì nó sẽ nằm ở trong tất cả những cái hệ thống CRM và trong bộ lọc của mình. Được không? Rồi anh sẽ kiểm tra lại cái Go Chat này ha, xem coi nó ổn không. Rồi, đó là những cái thông tin liên quan đến cái việc là các nguồn mà mình có thông tin khách hàng đổ vô hệ thống của mình là một nè. Rồi cái cách các bạn coi thông tin khách hàng là hai nè. Được không? Rồi cái cách nhập thông tin khách hàng từ bên ngoài vô là ba nè, các bạn phải nhớ những cái thông tin đó nha. Rồi, nó có một vài cái đặc biệt các bạn cần chú ý là những tính năng thêm. Ví dụ như là gộp khách hàng. Các bạn hiểu cái từ gộp khách hàng nghĩa là gì? Cái này có lâu rồi em, anh đâu nói tính năng mới đâu. Cái này là những tính năng thêm. Chính xác, bạn trả lời là cái chữ gộp khách hàng này bạn hiểu rằng là một số khách hàng trùng thông tin với nhau thì gộp lại cho nó gọn. Tức nghĩa là cho nó gọn, nó đỡ rối cái CRM của mình. Gộp nghĩa là gì? Là ví dụ như là có thể là cùng một một gọi là một người, nhưng mà cái người đó lúc trước là xài số điện thoại khác, lúc sau là xài số điện thoại khác ha, thì mình gộp lại thì cũng là một người nhưng họ có hai số điện thoại. Nắm chỗ này không? Ở trong cái hệ thống của mình nó cũng lưu hai số điện thoại luôn. Mai mốt tha hồ cho các bạn nào mà khách hàng nào mà có mua cái gói GoCall là gọi sướng luôn. Rồi thì gộp như thế nào? Thì nó có hai bên thôi, một bên trái thì là nguồn khách hàng, bên phải là khách hàng được gộp, tức nghĩa là những người nào là một thì mình chọn. Ví dụ hai người này là mình hai người này là trùng với cái người này là mình sẽ gộp lại với nhau. Rồi, cái nguyên tắc gộp thì là thông tin cộng thông tin. À, danh sách của khách hàng gộp hay khác nhau, do anh bấm lộn, anh bấm hai cái người trùng nhau. Rồi, gộp lại. À, gộp lại. Mình sẽ có những cái rule gì? Tổng số đơn hàng sẽ được cập nhật lại sau khi gộp. Tổng số đơn tức nghĩa là gì? Cái người A mua 3 đơn, người B mua 4 đơn. Sau khi mình gộp thì nó lại thành một người đúng không? Vậy thì người đó sẽ là trước giờ mua bên mình mấy đơn rồi? 3 với 4 là 7 đó. Cái người này anh đang demo chưa mua đơn nào hết á. Ừ. Thì lịch sử là tức nghĩa là sau khi gộp thì đương nhiên là nó sẽ có những cái đơn đó rồi. Rồi, cái quan trọng lưu ý nha. Nó cộng cộng hết nha, tổng số tiền sẽ được cộng, giá trị trung bình cũng sẽ được chia theo cái giá trị trung bình. Công nợ, nợ âm hay nợ dương nó sẽ cũng sẽ tự động nó cộng trừ lẫn nhau. Cái nợ âm nợ dương hiểu chỗ này không? Bạn nào mới hôm thứ ba vừa rồi học bài công nợ của cô Chi có nhớ không? Có biết được nợ âm hay nợ dương không? Rồi đó. Đó, đó là cái tính năng gộp của mình. Rồi, một cái cũng quan trọng nữa mà cái này một số bạn sale thì tức nghĩa là rất là ít khách hàng sẽ hỏi các bạn câu này, nhưng khi các bạn gặp khách hàng kinh nghiệm, tức nghĩa là họ đã từng xài cái hệ thống của một đơn vị nào khác rồi, họ sẽ hỏi các bạn những cái câu như là sắp xếp các trường thông tin làm sao cho nó dễ nhìn theo ý mà cái người quản trị muốn. Thì mình có cái nút bánh răng ở chỗ này nè các bạn, kế bên chữ khách hàng này nè, thấy không? Mình vô mình sắp xếp. Bây giờ mình muốn coi cái trang này theo những cái trường thông tin nào. Ví dụ tôi muốn nổi bật cái mã khách hàng lên thì tôi tích nó lên. Tôi không muốn coi được tạo bởi ai. À, tôi muốn coi giới tính của khách hàng này. Tôi muốn coi email khách hàng này. Thì tôi bấm tích chọn những cái đó và tôi bấm thêm. Đây, thì nó sẽ hiện lên cái mã khách hàng nằm đây.
Thấy không? Lúc nãy là đâu có cái cột mã khách hàng này đâu. Đúng không bạn? Bây giờ anh tắt bỏ mã khách hàng đi. Nó sẽ mất cái mã khách hàng đi. Anh có biết một vài bạn sale là bị khách hàng hỏi và các bạn không biết chỉnh nó đâu á, xong rồi cái khách hàng nói là ơi hệ thống bên em dở rồi, bạn cũng im luôn là mình, như vậy là không được, như vậy là không công bằng với trainer, đúng không nào? Mình làm được rất nhiều thứ, chẳng qua là mình không biết cái chỗ nào để mình chỉnh theo khách hàng muốn thôi. Tại vì một số cái giao diện của cái người chủ là họ chỉ cần coi một vài thông tin thôi. Họ kêu trình bày dày rối lắm, tôi thấy nhiều quá tôi không ưng, tôi muốn chỉ gọn một vài thông tin thôi. Thì nếu một bạn sale hay sẽ là ủa bây giờ anh muốn coi thông tin nào, em làm cho anh coi hả, thì mình cần phải biết cái chỗ để mình thể hiện nó, được không? Rồi. Rồi, câu hỏi rất hay. Bạn hỏi và cái ô như vậy. Đây các bạn thấy cái chữ ô màu xanh xanh lá cây có chữ thành viên không? Rồi, cái ông 11 ở dưới này chưa có tài khoản. Nghĩa là gì? Có ai trả lời sơ bộ thử giúp anh không? Thành viên là như thế nào và chưa có tài khoản là như thế nào? Rồi, chưa mua là bạn trả lời ra câu hỏi nào? Chưa mua là chưa có tài khoản. Đã đăng nhập vào web là sẽ là thành viên. Đúng. Anh ghi nhận câu trả lời của bạn là đúng. Rồi, anh sẽ phân tích tiếp cái câu trả lời của bạn Nam kia. Bạn nói là bạn chưa mua. Chưa mua là chưa có tài khoản. Thì thật ra nó là như vậy. Ở trong hệ thống của mình nó có thêm một cái tính năng là cho phép người ta mua hàng mà không cần tạo tài khoản. Mình tích vô cái nút đó thì là không cần tạo tài khoản vẫn mua hàng được. Và nếu mình không tích vào cái nút đó, nghĩa là bắt buộc phải tạo tài khoản mới mua hàng thì tùy chọn. Cho nên là nếu mà trả lời như cái câu của em vừa rồi á thì nó đúng nhưng mà nó chưa đủ. Nhưng mà cái câu trả lời của bạn nữ trên này là hoàn toàn chính xác. Thành viên nghĩa là gì? Là họ được tạo một cái tài khoản thành viên và thường nhất á, thường thường nhất là người ta tạo tài khoản thành viên bằng cách là người ta sẽ đăng nhập ở trên web. Đăng ký trên web. Đây anh làm lại, họ vào cái website này họ đăng ký ở đây. Rồi, từ từ anh sẽ giải thích, bình tĩnh. Thường thường á, là người ta sẽ tạo bằng bằng website, là họ có cái nút đăng ký như vậy. Đăng ký làm thành viên sẽ được cái gì? Ví dụ. Đăng ký làm thành viên thì được cái gì? Thứ nhất, họ sẽ có thứ hạng thành viên. Họ sẽ coi được những cái đơn hàng họ đã từng mua, đã từng giao dịch, họ sẽ coi được ưu đãi của họ đang có. Đây nè, thấy không? Đây nè, có những cái mã giảm giá được đang có nè, họ sẽ coi điểm thành viên của họ đang có. Được không? Đó. Ưu điểm của mình là khuyến khích người ta tạo điểm thành viên để được những cái này nè. Thì rồi bao nhiêu điểm đó thì nó cực. Được không? Anh xin phép và kết thúc cái buổi ở đây ha các bạn ha. Còn trong cái bài vừa rồi mà nếu mà các bạn còn muốn hỏi gì thêm ấy, thì đừng có ngần ngại bên cái nick của anh Minh để hỏi nha, anh sẽ trả lời hết cho các bạn. Cảm ơn các bạn nha.